Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn thấy phong cách của mình lại không? Mình trở lại phong cách của những năm trước đó. Mình để mái tóc dài này nè, chủ yếu là mình chơi, mình gọi là nó là lạ nha các bạn. Hồi xưa mình thần tượng Sonoku với Sinbad. Mình biết không, Sinbad là như cướp biển hay gì đâu bạn. Mà chơi cái đầu rồi nè, quấn cái băng rôn như nè, thấy không? Bây giờ mình chơi khăn THOL. Mình sẽ quấn băng rôn như vậy. Quấn như vậy để mình làm những cái vlog thực hành cho nó bí hiểm và cho nó gọi là nó phong cách nó trẻ trẻ xíu, chứ không mình già rồi, mình 37 tuổi mình sẽ trở về phong cách của 27 tuổi. Rồi, bạn biết cái tay tôi cầm gì không? Tay tôi cầm cái mic. Mốt mic tôi để đâu? Gắn tóc luôn nè. Quay Duy Nguyễn Duy Phổ nè. Rồi giờ thôi vô coi video tôi nha. Chim phố để đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với THOL Gym quận 7 tầng số 3. Đây là tầng gì giờ nó không biết kêu tầng gì nữa, nhưng mà nhìn đây là có lối đi vào nữa không? Đây, nói tới THOL Gym là nói tới sự đẳng cấp, những điều mới lạ, đột phá, dám chơi, dám chi và dám đầu tư. Đây là một chiếc máy tập, máy chạy bộ mới nhập về, nóng hổi luôn. Nhập 4 con, 4 trung tâm đều có hết. Đó, 4 trung tâm đều có hết nha các bạn. Thì ở đây là trung tâm quận 7, nó nằm ở tầng 3. Đó, nó nằm kế bên con sư tử. Con này cũng rất là đắt tiền nha các bạn. Con này là khỏi nói rồi, nó hay con quỷ này mắc lắm. Và tại sao hôm nay Duy làm video này? Thứ nhất là cho các bạn thấy được cái sự đổi mới trong cái tầng 3. Tầng 3 cách đây 2 tháng nó khác nha các bạn. Bây giờ là nó khác rồi, bây giờ đó là Mỹ Đế 2N đồ, nghe rất tạ. Cái rất tạ của là Mỹ Đế 2N đó. À, mượn cái chỗ này nói cái rắc luôn, đi theo anh. Đây. Má cái rắc này. Thấy cái rắc này, wheel cái rắc này. Trời, rắc 3 tầng. Đó. Nhập bên California nha các bạn. Đây. Sắt thép độ rất là kinh khủng luôn. Mà thôi để bữa nào review cái rắc riêng đi. Giờ quay qua cái video nói về cái máy chạy bộ thôi. Thật sự bạn thấy cái máy chạy bộ nó lạ không? Nó công công mà, nó ạc là công đó nha. Bao ạc, chứ phải là ạc là nghệ thuật nha các bạn. Đây là một cái máy, cái công nghệ nó khác. Nó kêu là Snap Bell, còn cái kia là cái normal Bell. Duy sẽ dành một cái video khác đi. Video khác Duy review cho bạn được hai cái đó cận cảnh để các bạn hiểu được sự khác biệt như thế nào. Tất nhiên thì những cái phòng gym bình thường á, thì họ chỉ dừng lại cái normal bell cùi, là cái máy cái normal bell mà tập bình thường chạy bằng thẳng nhấn rồi đó. Còn cái slap bell là một cái công nghệ nó khác. Cái công nghệ nó khác nha bạn, nhưng mà nói tới cái slap bell này. Trời ơi, sao nó bị rách rồi? Em ráp máy cái gì nó bị rách rồi em? Cái gì vậy? Trời uổng quá. Đây. Thôi kệ đi, rách mốt mình thay khác. Cái strap bell này á, nó có tác dụng, nó cho bạn cảm giác, nó hai cái tác dụng chính bạn, nó cho bạn một cảm giác real, tức là cảm giác thật. Nó chạy giống như chạy trên đường vậy đó. Cái cảm giác nó thật. Và cái thứ hai nữa là cái tác dụng là nó giảm chấn thương. Thật ra thì chạy bộ thì có rất là nhiều cách để giảm chấn thương nha các bạn. Thứ nhất đôi giày bạn mua giày THOL là giảm chấn thương nè. Chạy bộ theo Duy Nguyễn Duy Phổ cũng là giảm chấn thương nè, hít thở đều cũng giảm chấn thương nè. Đó, nhưng mà cái này á, là nó, cái máy thiết kế nó sẽ giảm chấn thương nhiều hơn cái đột sốc. Tức là khi mà bạn chạy nó sốc mấy ốc này nè, khớp khiết rồi nó này, nó bị sốc này nó kia, thì nó sẽ dễ bị chấn thương. Tất nhiên con này mới leo lên là xỉu đó, khó chạy lắm bạn. Thì Duy mượn video này Duy hướng dẫn sơ để cho các bạn học viên THOL có thể chạy được. Cái máy này công nghệ mới thú vị lắm bạn. Còn đối với góc độ chủ phòng á, thì bỏ tiền đầu tư một lần thôi, không tốn tiền điện các bạn. Cái con này không tốn tiền điện nha. Đó. Chứ còn cái con kia mà bạn nó chạy bậy hắt chừng 4 AC lên maximum giai đoạn cao là nó 7 AC là điện thấy mồ luôn. Thấy mồ luôn. Không. Máy bơm nhà bạn á 1 AC 1 H 1.5 AC thôi đã tốn điện rồi.
máy chạy bộ tốn điện lắm, chạy sụp nguồn luôn á. Đó, đeo lên rồi rung nghe không? Đó, 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 té, 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 té. Đó, cái máy rất là khó điều chỉnh nha các bạn, rất khó chạy. Thì đầu tiên các bạn đi bộ chậm chậm thôi đi. Lên đây khỏi chỉnh gì á, chỉnh được cái thời gian nè. Rồi bạn chỉnh thời gian thôi, còn phân xanh máy này nó có kết năng kết nối Bluetooth lo ngoài lo trong gì đó, thôi mấy cái đồ yêu đó thì máy chạy bộ nào cũng có, nhưng mình không review nó anh chị các bạn. Ở đây á là mình chạy hoàn toàn là do mình luôn, nhanh chậm là do mình chứ không phải do máy. Bạn đi nhanh là nó nhanh, bạn đi chậm là nó chậm mà. Ví dụ bây giờ bạn đi nha, tôi đi chậm đi nha, đi chậm đi. Đó, tôi đi giờ là đi chậm nè. Đó. Nhưng mà đi chậm bước nhanh nó cũng nhanh. Nó máy nó kỳ lắm nè, bạn đứng lại đứng à, bạn đi nó đi à, hả, không giờ ví dụ tôi bây giờ Duy Nguyễn đi chậm chậm nha, mà bước nhanh nó hành đi nhanh nè, nó không đó, còn giờ đi chậm mà bước chậm nè, wow, là nó đi chậm mà cái máy nó có ma nha các bạn. Đó, vậy đi vừa thôi, bạn đừng có tỏ vẻ là bằng mạnh là bằng mệt cho nó đó, mình lên phải chiến đấu với nó nữa các bạn. Chứ ví dụ như cái máy mà bình thường á, non màu beo á, thì bạn đi tốc độ 6, bạn có đi chỗ nào đó là 6 thôi, hiểu không? Còn giờ ví dụ như bạn đang tính đi chậm chậm mà hưng phấn quá, nghe nhạc chập đùng đùng, cái đi về đi nhanh lên là nó nhanh, đi nhanh lên là nó nhanh nè, không? Đó, nó nhạc chập đùng đùng rồi, thấy mẹ rồi, rồi lúc đó là bạn sợ, bạn hoảng lên, bạn càng chạy nó càng nhanh, bạn càng chạy nó càng nhanh. Mà sao đứng chậm lại, đừng sợ té đó. Cái khó nhất là cái này nè, cái khó nhất là cái chỗ đó đó. Bạn đang chạy xong đứng, mấy ông nội ơi, mấy ông mới tập á thì mấy ông làm gì nè, hiểu không? Có gì đu đây, có gì đu đây, không? Đó chứ đang chạy. Bố ơi đứng sao? Đứng. Rồi chưa? Đó, rồi chưa? Cái này nó rất là real nha các bạn, tức là cái cảm giác chạy nó chân thật, các bạn đi từng bước vậy nè. Nó rất là chân thật. Nó kêu rò chân thật đã lắm. Đó. Đây là cái món quà mới mà công ty BBT đầu tư nha các bạn. Luôn chạy đua vũ trang. Nói tóm lại thì trong bài viết trên website nha các bạn thì sẽ cập nhật hình 4 cái vị trí mà cái máy này nó nằm ở trong TH Online Gym Center, 4 chi nhánh. Còn ở trên quận 7 này nè, quận 7 thì nằm lầu 3, quận Bình Tân nằm lầu 2, còn hai kia đang nghỉ chỗ đó. Thì cái máy cứ đặt ở đây thì các bạn cứ lên các bạn chạy thôi, không cần phải ghim điện, không cần bật khí chấn, canh giờ luôn, khỏi cái công á, chạy chán xuống đó. Bạn chạy thì nó chạy, bạn đi thì nó đi, nó sẽ làm theo bạn nha, bạn nhớ á. Nó vậy đó, chứ không phải là bạn làm theo nó. Mấy cái máy kia là bạn làm theo nó, còn này là nó làm theo bạn. Đó, bạn ác còn nó ác hơn bạn, bạn hiền nó hiền hơn bạn nha. Mình sẽ nói sơ cho bạn tầng 3 giới thiệu nha. Giờ đây là mình đi vô, không vô thấy hai máy này ngon ngầu chưa, đẹp chưa, để thấu toán không? Xong rồi đi qua đây là hai toilet này không? Toilet đây là toilet nam, đây là toilet nữ. Rồi vậy thôi, trong đây là khu tập lum hết á. Vừa tập tạ dumbbell mà vừa tập đẩy ngực mà vừa tập BBMS mà vừa tập functional mà vừa tập CrossFit này nọ. Ở trong cái khu kia thì có cái máy mới mua đó. Mới gắn về hôm qua cho bạn thấy đó. Video mình làm ngắn gọn thôi các bạn, làm ngắn gọn chia sẻ cho bạn cập nhật cái máy chạy này. Và cố gắng truy cập website thol.gym.com.vn để có những cái bài viết nó diễn giải cho bạn hiểu hơn về những thiết bị cũng như là phương pháp tập luyện của Thanh Online nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.